Sư đoàn 10, quân đoàn 3 là đơn vị được chọn làm điểm về xây dựng, điều chỉnh lực lượng theo mẫu biểu tổ chức biên chế mới, tinh, gọn, mạnh, được tăng cường thêm vũ khí trang bị. Đó là yêu cầu cao về nhiệm vụ, cũng là động lực lớn để thời gian qua, cán bộ chiến sĩ sư đoàn không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện với phương châm gắn huấn luyện sẵn sàng chiến đấu với xây dựng khu vực phòng thủ, phối hợp chặt chẽ với địa phương và các lực lượng để giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Huấn luyện đêm từ lâu đã là một trọng tâm trong huấn luyện của các cơ quan đơn vị trong toàn quân. Tuy nhiên, khi bộ đội được biên chế thêm vũ khí trang bị, thì độ khó trong huấn luyện đêm cũng tăng lên. Để có thể vận động linh hoạt, động tác được thể hiện thuần thục và quá trình phối hợp hiệp đồng tác chiến đạt hiệu quả cao, đảm bảo an toàn trong điều kiện ánh sáng yếu, tầm quan sát hạn chế như thế này, bộ đội của đơn vị đã tích cực và thường xuyên luyện rèn trong suốt thời gian qua. Và buổi huấn luyện hôm nay giúp chúng tôi rèn luyện ý chí chiến đấu, bản lĩnh và thuần thục các động tác để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Tổ chức làm tốt công tác cho huấn luyện ban đêm, chuẩn bị đầy đủ vật chất như chiếu sáng, đưa bộ đội sát vào tình huống huấn luyện ban đêm, động tác của pháo thủ phải nhuần nhuyễn, phối hợp nhịp nhàng. Các số trong khẩu đội, các khẩu đội trong trung đội và các trung đội trong đại đội. Đến nay, các đơn vị trực thuộc sư đoàn đã cơ bản ổn định theo mẫu biểu biên chế mới. Bộ đội được tăng cường nhiều loại vũ khí trang bị, đặc biệt là những vũ khí, khí tài mới nhằm đáp ứng điều kiện tác chiến hiện đại. Nội dung huấn luyện của cán bộ chiến sĩ do vậy gặp không ít khó khăn vì phải thay đổi theo giáo án mới. Để bộ đội thuần thục, cán bộ huấn luyện phải thường xuyên bám thao trường, bám bộ đội để kịp thời động viên, sửa tập. Sư đoàn đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp giải pháp, trong đó là tập trung vào tăng thời gian huấn luyện thực hành, huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, huấn luyện theo nhiệm vụ, huấn luyện gắn với địa bàn và đối tượng tác chiến và đặc biệt là huấn luyện cho bộ đội làm chủ các loại vũ khí trang bị mới. Thực hiện theo mẫu biểu biên chế mới đồng nghĩa với rất nhiều công việc, nhiệm vụ mới, yêu cầu cao hơn. Nhưng bằng nỗ lực đúng hướng, đúng trọng tâm nên kết quả công tác về mọi mặt của Sư đoàn 10 ngày càng vững chắc, nhất là về huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.